thực trạng vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất, bán điều non diễn ra ở các tỉnh Tây Nguyên từ lâu. Thực trạng này đã đẩy nhiều hộ dân lâm vào cảnh khốn khổ, nợ nần chồng chất, không đất đai, không nhà cửa. Trong khi chính quyền địa phương chưa tìm ra hướng giải quyết hữu hiệu, hiệu. Câu chuyện không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ và đang diễn ra tại các vùng nông thôn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Bình Phước là một điển hình. Trong chuyên mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn nạn này gia đình ông Điều Bron, người Stieng ở thôn Bình Hà, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước gặp khó khăn nên ông phải đi vay nóng 6 triệu đồng, lãi suất 100.000 đồng trên một tháng để trang trải cuộc sống và chờ đến khi thu hoạch điều sẽ bán để trả nợ. Nhưng không may, điều mất mùa, không trả nợ nổi nên ông Điều Bron phải bán non 1,5 hecta điều hơn 17 năm tuổi cho chủ nợ trong vòng 5 năm để trả nợ. Trường hợp khác, ông Điều Huỳnh, người Stieng, ngụ thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập vay tiền của người quen, ngụ cùng xã, số tiền 60 triệu đồng thời hạn 20 ngày. Để vay được số tiền trên, ông Điều Huỳnh đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh rể để thế chấp. Đến hẹn không thể trả nợ, ông Điều Huỳnh phải đăng ký khoản vay tăng lên 280 triệu đồng, nhận thấy không đủ khả năng để trả nợ, ông Huỳnh đã làm đơn tố cáo người cho vay với hành vi cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc lại không có cơ sở để giải quyết. Bà Thị Ché ở thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, đau buồn vì 11 hecta điều của gia đình đang bị sang nhượng lại cho người khác. Bà cho biết Trước đây bà ủy quyền cho một người khác đi vay nợ ngân hàng để có tiền trồng tiêu và chi tiêu hàng ngày. Vì không có thu nhập thường xuyên nên để có tiền trả lãi, bà phải đi vay nóng thêm từ bên ngoài. Thời gian trôi qua, lãi mẹ để lãi con, nợ chồng nợ nên bà đành phải sang nhượng lại 11 hecta dãy của gia đình để gán nợ. Tài sản duy nhất của bà thị ché chỉ là căn nhà đang ở, sổ đỏ đang bị cầm cố 300 triệu đồng trong ngân hàng. Gần nhà bà thị ché là trường hợp bà thị chơi với khoản nợ 150 triệu mà bản thân cũng không nhớ là vay từ lúc nào lãi mẹ để lãi con, số tiền giờ đã trên 220 triệu đồng, không nương rẫy, không công việc ổn định, bí quá nên giờ đây gia đình bà thị chơi đánh ngậm ngùi, gán ngôi nhà cùng mảnh vườn đang ở với diện tích 1500 mét vuông để trả nợ. Trên đây chỉ là bốn hoàn cảnh trong tổng số hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở Bình Phước rơi vào cảnh nợ nần chồng chất do vay lặng lãi, phải cầm cố, chuyển nhượng đất, bán điều non cho các chủ nợ. Theo ban dân tộc tỉnh Bình Phước, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là những năm gần đây do tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng dân tộc thiểu số còn chậm so với mặt bằng chung của tỉnh. Bên cạnh đó, do nhận thức của một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn đơn giản và hạn chế, cuộc sống còn khó khăn nhưng vẫn vay nợ để mua sắm, làm nhà đẹp, mua xe, tổ chức cưới hỏi linh đình, sau đó không có tiền để trả nợ, buộc phải cầm cố đất, vườn để trả nợ, hoặc bị lấy đất để trừ nợ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên, sâu sát. Một số bộ phận khi tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng lại sử dụng không đúng mục đích, khi đến thời hạn phải vay tiền lãi suất cao để trả nợ, dẫn đến việc phải bán điều non, thế chấp, cầm cố sang những đất theo nhiều chuyên gia, tình trạng thiếu đất sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số là do nghèo đói nên người dân chuyển nhượng đất, cầm cố đất đai nhưng lại không có khả năng chuộc lại. Một nguyên nhân quan trọng khác là các hộ dân chuyển nhượng đất cho người khác vì đất đai được giao quá cằn cỗi, không thể canh tác. Trước thực trạng, các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết để lừa gạt nhằm chiếm đoạt tài sản người dân, các cơ quan chức năng đã triển khai tiếp nhận, điều tra, khởi tố một số vụ án. Tuy nhiên, việc tổ chức xử lý liên quan đến các hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo, cầm cố đất môi giới bán điều non trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế, đòi hỏi tỉnh Bình Phước cần có những giải pháp quyết liệt hơn. Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Phước, hiện có 485 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bán điều non với diện tích trên 873 ha, số tiền trị giá hơn 56,3 tỷ đồng. Có 107 hộ cầm cố sang những đất ở, đất sản xuất với diện tích 118,62 ha, số tiền hơn 27,5 tỷ đồng. 76 hộ vay tiền lãi suất cao, số tiền hơn 6,5 tỷ đồng, lãi suất từ 25 đến 50% trên năm. Tình trạng bán điều non, bán và chuyển nhượng đất tập trung chủ yếu ở hai huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập, trong đó có tới hơn 93% số hộ bán điều non trên địa bàn tỉnh, thời gian bán điều non bình quân từ 3 đến 8 năm, ngắn nhất là 1 năm và dài nhất là 28 năm. Tình hình bán điều non, cầm cố đất bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số hộ, diện tích, số tiền cầm cố, thế chấp, bán điều non, bán đất sản xuất. Cũng theo báo cáo, giai đoạn năm 2017 đến năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chỉ thụ lý giải quyết 5 vụ án liên quan đến giao dịch bán điều non, 50 vụ liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng đất, Công an tỉnh đã khởi tố hai vụ án, hai đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi đối với 9 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Phú. Điều tra một vụ, một đối tượng tại huyện Bù Gia Mập nhưng không đủ cơ sở để xử lý. Phát hiện ngăn chặn kịp thời 11 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản có dấu hiệu chuẩn bị cầm cố thế chấp tài sản để góp vốn mua bán thiên thạch đồng đen năm 2021 và 2022 không xử lý hình sự đối tượng nào có hành vi liên quan đến người dân tộc thiểu số trong các hoạt động bán điều non, vay tiền nặng lãi, cầm cố, sang nhượng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó cho thấy các vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý quá ít so với số liệu báo cáo của cơ quan chức năng và thực tế cho thấy, tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố, bán đất bằng giấy viết tay trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, gây nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự. Theo ông Lý Trọng Nhân, trưởng ban dân tộc tỉnh Bình Phước, để ngăn chặn tình trạng trên, giải pháp hữu hiệu nhất là tuyên truyền về hình thức, thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi, môi giới đất, bán đất, bán điều non để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức trong đó cần phát huy vai trò hạt nhân của đội ngũ già làng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn nơi già làng người có uy tín sinh sống đồng thời các cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân các cấp ra soát kiểm tra và kiên quyết xử lý xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai kiểm điểm phê bình chính quyền cơ sở nơi để xảy ra hành vi sang nhượng trái phép đất ở nhà ở đất sản xuất được cấp từ các chương trình chính sách cơ quan chức năng sớm thực hiện điều tra truy tố, khởi tố xét xử công khai vụ án và đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự để gian đe các đối tượng khác lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, giải pháp mang tính dài hơi, bền vững và giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng trên là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho từng hộ dân tộc thiểu số, động viên khuyến khích đồng bào có khát vọng vươn lên thoát nghèo đặc biệt ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã ban hành công văn giao sở tài nguyên và môi trường tham mưu chỉ đạo có giải pháp phù hợp khả thi để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhất là các đối tượng được giao đất cho thuê đất do nhà nước hỗ trợ từ các chương trình chính sách những năm trước và đất sau quy hoạch ba loại rừng sở định kỳ báo cáo về số lượng giao dịch mua bán sang nhượng đất ở đất sản xuất có liên quan đến người dân tộc thiểu số trên địa bàn các đơn vị địa phương thường xuyên theo dõi, nắm thông tin tình hình vùng dân tộc thiểu số, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong vùng dân tộc thiểu số. Xử lý nghiêm minh trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa gạt chiếm đoạt quyền sử dụng đất. Thực trạng vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, sang nhượng đất, bán sản phẩm non để trả tiền không chỉ đang diễn ra ở Bình Phước mà cũng đã và đang xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên. Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng trên thực tế tỉnh Bình Phước cho thấy cần có giải pháp đồng bộ, trọng tâm hơn nữa để xóa bỏ vấn nạn này tại mỗi địa phương. Trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi là trái pháp luật để răn đe và cảnh báo. Phần cuối của chuyên mục, chúng tôi thông tin về những quy định về lãi suất và các hình thức xử lý vi phạm lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận. 1. Trường hợp các bên thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% trên năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 điều này tại thời điểm trả nợ theo điểm D khoản 3, điểm 11, Nghị định số 167-2013 của Chính phủ, quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, hành vi cho vay tiền, cầm cố tài sản nhưng lãi suất vượt quá 150%, lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay bị phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng. Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội cho vay lặng lãi trong giao dịch dân sự như sau. 1. Người nào giao dịch dân sự mà cho vay hơn lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, hành vi cho vay nặng lãi sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015. Thời lượng chuyên mục đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.